Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Em xin mời mọi người sẽ cùng em khui món đồ này ra. Vâng, và khi mở món đồ này ra, hẳn 99% mọi người đã đoán ra video hôm nay em muốn gửi tới mọi người là một sản phẩm gì rồi đúng không ạ? Chính xác luôn. Đó chính là sản phẩm hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người là bộ đôi đèn bi gầm cho Honda CR-V. Điểm đặc biệt ở đây, bi này là ánh sáng xanh tím cực chất. Mặt bi là kính phủ lớp polyza có tác dụng chống chói, chống chảy xước, giúp ánh sáng chuẩn. Anh em có thể linh động kết hợp độ chế, pha cốt đều được, tùy theo vào nhu cầu của mình. Em đang cầm trên tay đưa đến anh em cận cảnh bộ đôi đèn bi. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm 2 bi, 2 bộ rắc, 2 bộ đệm vào giá. Với bộ sản phẩm đầy đủ này, anh em chỉ cần về xoáy lắp ráp, đơn giản, tiện dụng và dễ dàng. Với bộ sản phẩm này rất hữu ích khi anh em đi thời tiết đêm tối sương mù, đặc biệt là mùa mưa phùn. Với sự hỗ trợ bộ sản phẩm này giúp anh em lái xe an toàn, hiệu quả. Với độ ánh sáng được tăng cường lên 300% so với đèn gầm theo xe, ánh sáng chiếu rộng và chiếu xa tăng 200% so với đèn theo xe. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm, liên hệ Zalo Viber với em theo số 076 908 6333, hỗ trợ lắp đặt tại khu vực Hà Nội, gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Cảm ơn anh em đã cùng xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.